Cửa cửa mở nha các bạn, mời các bạn xem nha các bạn. Xà lan vô nha các bạn, mời các bạn xem nha. Đây là cửa mới mở. Cửa mới mở cho nên cửa nó hơi nhỏ nha các bạn. Chiếc đầu tiên vô cống nha các bạn. Xe lan đủ với xe dừa không các bạn?